cái khổ. Một cái không có đâu. Khổ đấy. Ờ, không có. Đấy, nghe không có. Đây rất nhiều khu chung cư nhỉ. Đây, đây khu chung cư. Khu chung cư ra chẳng. Đây, thế này. Rồi, rồi, hãy đi tìm kiếm cho chẳng. Đây có một cái máy bán hàng tự động của bên phía Trung Quốc nhỉ. Đấy, mình vào mình quay cái quang cảnh của cái sân vận động của thành phố Đông Hưng cho mọi người xem. Rất là đông và rộng. Sân bóng đá này rất là rộng nhé. Hình như họ cũng có mái che trên khán đài này. Không biết bao nhiêu chỗ nhưng mình không biết. Đấy có các em nhỏ học sinh đang tập. Hiện giờ mình đang ở cái sân bóng đá, sân vận động của thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc nhé. Xin chào mọi người. Mọi lần ở bên phía Việt Nam nhìn sang những cái tòa nhà cao tầng ở bên phía Trung Quốc này. Đây thì hôm nay mình sang trực tiếp bên đây thì mình thấy thì người ta, cái bác xe ông bác giới thiệu là khu chung cư của người Trung Quốc. Khu chung cư rất là cao. Chung cư rất là cao của người Trung Quốc. Giờ lại tiếp tục cho các bạn ngắm đường phố của Trung Quốc. Của Trung Quốc thì mình thấy rất là sạch sẽ, không có rác mấy, phố rất là sạch sẽ. Đây là những cái khu chung cư của người nhân dân họ ở, rất là cao tầng.
Trường nhé. Ra đây chơi tập luyện. Đây là cái khu vực trước cửa quảng trường của thành phố Đức Hưng. Đây người ta gọi là đại lộ Bắc Luân này. Đi thẳng đây là về Bắc Luân. Mình đang ở công viên Hữu nghị Nhân dân Trung Việt Đông Hưng. Mọi người khách du lịch ở Việt Nam cũng như là khách Trung Quốc cũng đến đây chơi rất là đông. Mày ăn cái gì đâu đâu.
mất rồi. Nè mẹ, đây đúng rồi kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây họ có những kiểu đèn lồng Trung Quốc rất là đẹp. Cầu này họ mua thức ăn, họ vớt xuống cho cá ăn. Rất nhiều cá và cá rất là to nhé. Ở giữa cái hồ này có một cái tháp trông rất là giống tháp rùa của Hà Nội nhé. Công viên Hữu nghị Nhân dân Trung Việt Đông Hưng. Lướt qua, lướt qua tí.
cũng là lối vào công viên ấy. Công viên như này có cái này tất cả đấy, và hại và lối. Đây là hàng rào Trung Quốc này. Nhìn sang phía bên kia là bên thành phố Móng Cái của Việt Nam. Các bạn này là nhìn sang thành phố Móng Cái của Việt Nam. Bên này họ có hàng rào xanh xanh này. Là bên bờ sông Bắc Luân. Đây, đây bên Nam Tăng Nhân lưu đánh đấy ạ. Đây chụp kính như này nè. À, tất cả người Việt Nam hả? Đúng không? À, cái này là đi rồi. Đi rồi hả? Đi rồi. Người Việt Nam du lịch thì sang chứ đây là chợ chánh mà. Cái này đẹp. Không phải là cái gì đấy, tháp gì á? Tháp này. Căn xương cái này, cái xương cặn. Cái tòa tháp này bên Việt Nam cũng nhìn thấy này. Nhìn đâu cũng thấy. À, bên Việt Nam để ở bên nhà tăng người đi xuống. Cái này thấy là anh hả? Tối đi thán giản à? Hả? Hả? Tối đi thán giản à? Thán giản à? Thán giản á? Hả? Tối đi không? Thán giản bây giờ nó có gì chơi không? Có. Ở vào trong chợ. Đấy chỉ có vào chợ đấy nhỉ? Đi vào chợ á? Ừ, hay là vào chỗ nào chợ? Đi vào chợ vào đẹp đi, cái này đi về được á? Sống đây là về được á? Đây là xe buýt Trung Quốc này. Xe buýt Trung Quốc. Trung Quốc là cũng ngày cũng làm mà. Những ngày không đi làm mà trong người đi chơi à? Ừ. 13 tháng 3 mà. 13 tháng 3 là Tết đấy. Tết dân tộc. Bây giờ mai đúng Tết rồi em. Giờ mai đúng Tết rồi. Bốc em nghỉ đi ọc à. Mai đúng Tết, mai đúng Tết hổ. Rất nhiều sầu riêng. Bạn gì có tông người đấy, khán sản này có đẹp, bạn gì có tông người. Khán sản hôm nay có gì chơi? Có. Hả? Có. Bạn gì là có cái gì? Bạn gì có người chơi? Có. À, có ấy. Đây, cái cầu như này đẹp ạ. Đây là chụp cảnh như này. Tất cả đi làm như này. Bây giờ đi đâu? Bây giờ thán sản là đi bản Mỹ. Đi bản Mỹ thì mình đang ở cái khu vực cửa khẩu Đông Hưng Trung Quốc ấy. Khách du lịch Việt Nam họ sang đây chơi check in chụp ảnh rất là đông. Mọi người chụp ảnh check in rất là đông.
cái đó phải là quý của cây du hồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.